ta bước vào trong chương 10 của sách nhà sang thế ký chương này nó có vẻ nó nằm một cách riêng biệt trong những cái nguồn của văn học cổ đại nó có tính độc nhất trong các cái sách gần với sự phân bố các dân tộc về phả hệ ví dụ như là các tài liệu của văn hóa hy lạp thì nó nó cũng không có giống như trong cái chương này nguồn gốc các quốc gia các dân tộc vẫn là một cái tài liệu nó chính xác đáng kinh ngạc thế là ông Boyce viết câu một dòng dõi của sem cham và gia phết ba con trai của Noe. Sau khi lụt họ sanh con trai, con trai của Gia Phết là Gome, Magog, Madai, Javan, tubank Mê và Kira. Hậu duệ của Gia Phết, hậu duệ của Gia Phết, ông là cha đẻ của các dân tộc Ấn, Âu, những dân tộc trải dài từ Ấn Độ cho đến bờ Tây Âu. Chúng được liên kết với nhau bởi những điểm tương đồng về ngôn ngữ mà thường có vẻ như vô hình. Đối với người mà không chuyên môn ấy, thì thấy nó không có gì cả nhưng mà đối với người ngôn ngữ học ấy thì thấy nó có cái sự liên hệ rõ hơn gome từ nơi con người này mà là con trai của gia phết ấy mà có các dân tộc dân tộc dòng giác manh chúng ta thấy cái chữ gome và giác manh khi phát âm ấy từ đó mà ra hầu hết các dân tộc tây âu những người này bao gồm những người định cư gốc pháp tây ban nha và celtic magog tu banh và mê những người này định cư ở cực bắc châu Âu và trở thành dân tộc nga. Madai từ đứa con của phết này đã tạo ra những người mà chúng ta có thể gọi là Mede là ba tư cổ đại. Đấy. Họ có cứ, họ cứ trú ở những nơi mà ngày nay gọi là Iran và Iraq. Các dân tộc ở Ấn Độ từ Ấn Độ cũng xuất hiện xuất thân từ nhánh này của gia đình Japheth. Javan từ con trai của phết này đã ra cho ra người Hy Lạp cổ đại những người mà biết đi biển như được mô tả trong câu 5 ấy, sống ở Cù lao ấy. câu 3 các con trai của Gome là Aikera, Orifat Tokama Akena từ người con trai của Gome này những dân tộc định cư ở phía bắc xứ Yude đến nơi mà chúng ta gọi là cái vùng lưỡi liềm màu mỡ nếu như nhìn bản đồ ấy thì nó nằm một giải liếm ở phía trên từ Sidon cho đến phía bắc của Syria vòng qua cái đầu nguồn sông Euphrates về phía Iran nó gọi là giống như là Tokama từ người con trai này của Kome mà có người Akmeni cái giống người Akmeni rồi các con trai của Jave câu 4 là câu 5 các con trai của Jave câu 4 con trai của Ja Zav Javan con trai của Javan là Elisa và Tharesi Kittim và Dodanim do họ mà có người ta tràn ra các cù củ lao của các dân tùy theo xứ tiếng nói chi phái và dân tộc của họ mà chia ra những người con trai của Javan tên địa lý bắt nguồn từ những cái tên này trong chương này rất nhiều các nhà ngôn ngữ ngôn ngữ học ấy thì họ nhìn thấy ngay ấy là cái mối liên hệ giữa Tim và Sipeng tức là đảo Sip đấy dân vùng đảo Sip ấy mà ngày nay có nhiều người Việt đi lao động ở đấy, đấy nói để cho chúng ta hình dung. Rồi Dodanim là Rodanim hay là Roda, Rodes. Gome và Zekman ra là những cái sự liên hệ. Mesiek là Moscow, Tubank là Tobolsk, là cái thành phố ở tại Nga đấy. Tobolsk là cái thành phố nó nằm ở giữa Moscow và CB, nếu mà nhìn trên bản đồ, cái, cái vùng đấy, Tobolsk. Câu 6. Các con trai của Cham là Cúc, Miraim, Phút và Canaan. Hầu duệ của Cham là những dân tộc cư trú ở châu Phi và miền Viễn Đông, tức là miền Đông xa xôi. Đấy. Cush, rõ ràng, gia đình này chia thành hai nhánh sớm. Một số thành lập Babylon, đặc biệt là Nimrod, trong đó là có Nimrod, và những người khác thành lập Ethiopia. Mithraim, đây là một cách khác mà Kinh Thánh đề cập đến Ai Cập. Mithraim đó là Ai Cập. Put là nói đến Libya, khu vực ở phía tây Bắc Phi của Ai Cập. Canaan là các dân tộc ban đầu định cư ở trên vùng đất mà chúng ta ngày nay coi là Israel và các vùng xung quanh của nó. Canaan, câu 7 nhé, trên câu 12. Các con trai của Cúc là Seba, Havila, Sapta, Ram, Ema và Zapteka. Con trai của Raema là Seba và Dedan. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó có tục ngữ rằng hệt như Nimrod một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Người, nước người sơ lập là ba bên, Eret, Akat và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó, người đến xứ Asuri rồi thành lập Ninive, Rehoboti, Kalach và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Kalach là thủ đô chúng ta chờ ngược lại một chút ấy cái câu trên ấy từ câu 6, ấy, thì ở đây là những dân ở miền viễn đông có nghĩa là từ các con trai của trang mà nếu như nói về giống người việt nam chúng ta đấy là viễn đông ấy người da đỏ này người việt nam những người ở dưới vùng đảo đấy ấy, thì nó cũng là khâu dễ ra từ trang châu phi và viễn đông thì đây là cái nhìn cái cách nó phân biệt cúc sinh Nhiêm rốt ông là một bậc quyền năng trên đất cái chữ là bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất anh hùng trên mặt đất đó là kiborim chữ này trở lại cái chữ kiborim là cái chữ mà được dùng ở trong sáng thế kỷ 6 ấy. đó là những người anh hùng trên mặt đất là kibor kibor nó giống như là dạng người khổng lồ đấy, đấy. cúc ấy thì nó không có theo nghĩa tích cực cúc cai trị ba bên đây là một cuộc nổi dậy có tổ chức đầu tiên của con người chống lại chúa bản thân cái tên nimrod nó có nghĩa rằng nó có nghĩa là sự nổi loạn hay là chúng ta hãy nổi dậy đi cái tên nimrod nó có nghĩa là như vậy sự nổi loạn người là một tay thợ săn can đảm chữ can đảm này nó cũng cùng cái chữ là anh hùng đó là keyboard chữ can đảm ở trước mặt đức jehovah bối cảnh này cho thấy đây không phải là một lời khen ngợi nimrod đâu có ý kiến cho rằng nimrod đã phạm tội trước mặt đức chúa trời ở đây không phải nói về khả năng đi săn các thú vật hoang dã của nimrod theo ý kiến của boys nhé bởi vì nimrod không phải là một thợ săn động vật ông ta là một thợ săn người một chiến binh chính nhờ khả năng chiến đấu giết chóc và cai trị tàn nhẫn mà vương quốc của các thành bang ở thung lũng Euphrates của ông ấy được củng cố một bản kinh thánh cựu ước cổ gọi là thagum ở jerusalem viết rằng trước mặt chúa nimrod có quyền năng săn bắt và gian nạn vì ông là một thợ săn loài người săn con người ta và ông nói với họ rằng hãy ra khỏi sự phán xét của chúa và tuân theo sự phán xét của Nimrod đi. Vì vậy người ta nói, hệt như Nimrod một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Jehovah. Câu này ấy, thì nếu mà cộng với câu trên thì hiểu trong cái nghĩa cũng có sự giảng giải giải nghĩa rằng thợ săn người ta ra khỏi Đức Jehovah, không phải là trước mặt mà là săn người ta ra khỏi Đức Chúa trời nổi loạn chống lại Đức Chúa trời. Đây chúng ta nhớ lại cái trái biết điều thiện điều ác ấy là trái đấy, người sẽ giống như chúa con rắn nó lừa đấy. Và cuối cùng con người là Chúa luôn. Chúa bảo cái này là tốt, cái này là xấu. Thì Nimrod rời bỏ cái đó, bảo là Chúa Nimrod định lại đấy. Định lại cái này là tốt, cái này là xấu. Đó là cái trái biết điều thiện, điều ác. Cái điều nham sâu hiểm của Satan đấy. Đây là cái sự sâu hiểm của Satan. Và chúng ta hiểu hơn đấy. Đó là vì sao trong Esai nói ấy, là gọi ngọt là cay, gọi cay là ngọt đấy. Và trong ngày cuối cùng ấy thì Nimrod này xuất hiện. Và Nimrod này sẽ sống lại nhé trỗi dậy và những ý kiến họ cho rằng cái trung tâm vật lý tại sang ấy tôi nói cái này là đi hơi xa nhưng mà nếu mà nghe trong cái cái khải huyền thời gian này học thì sẽ hiểu được cái điều tôi nói đây chúng ta đi tiếp nhưng đây là một cái yếu tố quan trọng nha hãy nhớ Nimrod là cái người mà làm cái cốt mốc đấy Kinsberg thì trích dẫn từ một huyền thoại của người Do Thái thì nói rằng thành công rực rỡ nhờ tất cả các cái công trình của Nimrod đã tạo ra một cái hiệu ứng nham hiểm con người không còn tin cậy vào Chúa nữa mà là vào sức mạnh và khả năng của chính họ một thái độ mà bởi đó Nimrod đã cố gắng cải thiện thế giới tạo ra những cái trật tự thế giới mới những nhé chứ không phải là một tạo ra trật tự thế giới mới sau đó là tiếp tục nữa các thời đại tạo ra bằng máu người ta ông Clark thì có nói là do đó khả năng Nimrod ấy sau khi có được quyền lực đã sử dụng nó vào sự chuyên chế và áp bức và bởi cưỡng hiếp và bạo lực đã tạo nên sự thống trị mà lần đầu tiên được phân biệt bằng tên của một vương quốc trên mặt đất. Có bao nhiêu vương quốc đã được thành lập theo cùng một cách, trong nhiều thời đại và quốc gia khác nhau từ thời điểm đó đến nay? Biết bao nhiêu? Từ những niêm rốt của đất, thần cứu độ, chúa giải cứu thế giới, Clark, trích dẫn của Clark. Những người con trai của Canaan, câu 13, Mithraim, sanh họ Ludim và họ Ananmim, họ Lehabim, họ Naphtuhim. Câu 14, họ bắt Rusim, họ cách Luhim, bởi đó sanh họ Philistin và họ Captorim. Canaan khi sinh ra Sidon, gia đình của Sidon, con trai của Canaan đi lên phía Bắc và có quan hệ với họ hàng người Tít và người Liban. Sinit, chúng ta biết là trong cái tên mà gọi là Sinit ấy, Sinit tức là trong cái câu 17, câu 14, họ Captorim rồi đúng không? câu 15. Câu 15 là Canaan sinh Sidon ấy, là con trưởng Nam và Hết cùng họ Zebusit, Amorit và Kirekazit. Câu 17. Họ Hevit, họ Arikit, họ Sinit. Thì đây này, họ Sinit. Sidon là lên phía Bắc đấy. Còn Sinit ấy, nhiều người tin rằng ấy là các dân tộc phương Đông, châu Á là hậu duệ của người Sinit. Phương Đông, châu Á là hậu duệ là chúng ta đấy, là người Việt. Hậu duệ từ người Sinit. Cái chữ China đấy, gọi là Trung Quốc, nhưng mà còn người phương Tây ấy thì họ gọi là China là bởi vì họ lần vào cái nguồn gốc trong Kinh Thánh, là đây này, Sinit China là cái giống dân này từ ra từ cái dòng này, thì họ, họ tin là như vậy và trong uh, chữ viết của người Trung Quốc ấy thì có ra, có những cái chữ cái mà kể lại câu chuyện của Sáng Thế Ký, tức là một cái dân tộc một cái giống dân cổ, câu 17 câu 18, họ Avadit họ Semarit, họ Hamatit kế đó chi tộc Canaan đi tản lạc. Các cái họ này nó đi tản lạc. Còn địa phận Canaan về hướng Kera chạy từ Sidon tới Kasa về hướng Sodom và Gomorrah, Atma và Seboim chạy đến Sa. Câu 20. Đó là con cháu của Cham tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ, sở và dân tộc của họ. Sự lan rộng của dòng dõi Cham theo gia đình, theo họ trong vùng đất và các quốc gia. Bây giờ sang dòng dõi của Sem nhé từ câu 21, 22. Các con trai của Sem, Sem là tổ phụ của Hebe và anh cả của Japheth cũng có sanh con trai. Con trai của Sem là Elam, Asur, Abaksat, Lut và Aram. Những người con trai được sinh cho Sem, từ Sem đến Elam, đó là tổ tiên của dân tộc Ba Tư. Asur, cha của Asiri, Lut là cha của người Lidi, sống một thời gian ở Tiểu Á, mà trong công cụ cái sơ đồ ấy khi sơ đồ follow đi giảng thì cũng lên đến ly đi là trong thổ nhĩ kỳ và aram là cha của người aramean aramean là cái dòng người mà ở nơi vùng uh, lưỡi liềm màu mỡ đấy, vùng phía bắc những người mà chúng ta gọi là người syri tức là từ dòng xem còn afaxat là tổ tiên của abram afaxat là tổ tiên của abram gọi là người hebe hay là hebrer đấy ở đây ở đây là người Hebe đúng không? Đây là Heber. Hebe là Heber. Câu 23. Con trai của Aram là Uzer, Huler, Gete và Mach. Uzer, Uts, Uzer Về sau ấy, một vùng ở Ả Rập được đặt tên theo tên người con trai này của Aram. Trong Job chương 1 câu 1 thì nói rằng Job đến từ xứ Uzer. Câu 24 đến 30. Còn Abaksat sanh Selech, Selech sanh Hebe. Hebe sanh được hai con trai, tên của một người là Belek, vì đất trong đời người đó đã chia ra. Tên của em người, của người em là Dốc Tan. Dốc Tan sanh Amodat, Selep, Hasamavet và Serech, Hadoram, Usa, Diekla, Obanh, Abimaen, Seba, Ophir, Havila và Zobab. Hết thảy các người đó là con trai của Dốc Tan. Cõi đất của các người đó ở về phía Zepha chạy từ Mesa cho đến núi Đông Phương. Đó là từ câu 24 đến 30. Để chúng ta xem nhé, giải nghĩa. Tất cả những người này đều là con trai của Dốc Than. Tên sau con trai của Dốc Than ấy, đó là các con trai của Ebe, con trai của Sala, a sát Tức là Dốc Than nó đều được liên kết với các dân tộc Ả Rập khác nhau. Và Dô-Báp, người có tên Dô-Báp có thể là người mà chúng ta biết là Job, ở trong cựu ước. Ở trong câu 25 ấy, thì người Do Thái gọi là đây là đợt thời đại phân chia. Bởi vì trong đời này đất đã chia ra mà. Mà cũng có những ý kiến khác nhau nói rằng ấy, thời lục địa trôi ấy, nó xảy ra ở đây. Bởi vì trước đó là các chưa có các châu châu lục mà là một thôi. Trước khi cơn nước lụt, các châu lục nó chưa có được phân chia ra. Nhưng mà khi mà nước ở dưới đổ lên, trên trên đổ xuống thì đã đành. Nhưng mà nước ở dưới nguồn đổ lên ấy, thì mưa rồi trên đổ xuống tràn ngập nước nó tràn ngập phải đến hai cây số khi mà đất là mặt phẳng ấy, thì nước ở dưới lên thì họ cho rằng đó là sau đó thì lục địa nó bị trôi biển nó nó lõm xuống cái nơi thì thành biển bởi vì nước ở dưới nó đổ lên thì nó bị trống đấy, đây là những cái ý kiến của địa chất Thì cái thời kỳ bê -lét này có thể là lấy tên này để mà ghi nhớ về một cái sự kiện trong đời người đó bởi vì trong đời người đó đây kinh thánh ghi là đất đã chia ra đất đã chia ra Ừ. Còn người Do Thái ấy, thì họ gọi đây là thời đại của sự phân chia. Belet có nghĩa là phân chia. Chúng ta xem tiếp câu 31. Đó là con cháu của Sem tùy theo họ hàng tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Câu 32. Ấy là các họ hàng của ba con trai Noe tùy theo đời và dân tộc của họ. Lại cũng do nơi họ mà có các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt. Martin Luther trích dẫn từ trong tài liệu của Boyce thì ở đây viết rằng do đó người ta phải coi chương này của sáng thế ký là một tấm gương soi dẫn để phân biệt rằng con người chúng ta chính xác như những như những con người bị tội lỗi làm cho chúng ta không biết về nguồn gốc của chính mình thậm chí không biết về chính đức chúa trời đấng tạo dựng của chúng ta trừ khi lời của đức chúa trời bày tỏ những tia sáng thiên thượng này cho chúng ta từ đằng xa sự hiểu biết này mà kinh thánh tiết lộ cho chúng ta những người không có nó không có những cái điều này thì sống trong sai lạc, không chắc chắn và bị bị uh, lệch lạc vô cùng tận. Vì họ không biết họ là ai và họ đến từ đâu. Như vậy thì đây cái ý đây là nói về nguồn gốc. Qua đây chúng ta thấy Kinh Thánh chỉ chúng ta biết rằng ấy, nguồn gốc của dân tộc ấy, nó theo các câu chuyện nó không đủ đúng không? Chuyện Vua Hùng dựng nước rồi các dân nó đều có những cái câu chuyện như vậy nó không đủ. Mà trong một cái chương này nói rất là tóm gọn lại tâm gọi ừ. yeah. cảm ơn Chúa đây là chương này nhé đây chúng ta nhớ lại đó là như vậy có mấy yếu tố là quan trọng nói về Nimrod đặc điểm của Nimrod săn người ta ra khỏi Đức Chúa trời và ngày nay ấy, thì cái sự cái linh của Nimrod nó vận hành nhiều lắm ngày nay có nhiều sự săn người ta ra khỏi Chúa đam mê đấy. có nhiều đam mê không thời Trung cổ ấy thì cấm đọc kinh thánh người ta sẵn sàng chịu hỏa thiêu thời này thì sao có kinh thánh rồi mà không đọc Lý do tại sao vậy? Là bởi vì có cái linh nim rốt này nó hành động, làm cho những cái khác nó hay hơn. Ấy. Nếu như kinh thánh là cây sự sống, ấy, trái cây sự sống, ấy, thì con rắn ấy nói với Eva ấy về cái cây biết điều thiện điều ác. Tức là nói về những cái mà những cái khác nó làm cho say mê và đam mê hơn. Đó là cái thời kỳ này. Thời kỳ này và làm cho người ta đam mê nhiều hơn. Đó là Nimrod. rốt. Ấy. Và kêu lên ấy, hệt như nim rốt. Đó là nói về một cái tấm gương sâu. Ấy. Một người săn người ta ra khỏi chúa. Nó có một dân tộc ở tại tại miến điện nhá yeah, đúng là miến điện cái dân tộc này ấy thì nó có cái tên mà dịch ra ấy thổ dân này dịch ra gọi là săn đầu người săn đầu người họ thì nó họ gọi họ cho rằng đó là lấy chiến tích là cứ săn đầu người của cái dân tộc thù người chết là sức mạnh là màu mỡ là được mùa cho nên họ lấy cái phong tục đấy nhưng mà một cái điểm lạ kỳ lạ đó là khi mà tin lành của chúa đến tin lành của Chúa đến thì cái dân tộc này hầu hết là họ trở lại với Chúa. Họ trở lại để tin Chúa. Họ trở lại để tin Chúa. Nó rất là kỳ lạ nhỉ. Nhưng mà có liên hệ hay không ấy thì chúng ta không biết nên nó chỉ có một cái điểm mà tôi muốn đề cập là như là niêm ấy, săn người ta ra khỏi Chúa. Cái này nó lại là tinh vi và đó là cái sự tinh vi của Babylon. Rồi từ Babylon ấy mà gọi Vatican La Mã chuyển cư. La Mã chuyển cư là đầu sỏ mà gọi là nắm những người công giáo mà để cho làm sao người ta ít biết lời Chúa càng biết ít được lẽ thật càng tốt cầu cứ cầu thoải mái cầu cho nhiều nhưng mà càng biết ít lẽ thật thì càng tốt không đọc kinh thánh ngày nay trong tin lành thì sao không có kém hơn mà càng ngày càng giống người anh cả không có kém hơn biết gì thì biết biết về trong con người có một sức mạnh vô cùng tận biết về sống tích cực nghĩ tích cực giống như tà giáo tân thời đại New Age dạy con người là trung tâm của vũ trụ con người là tiêu chuẩn của mọi vật triết học hy lạp ấy. vì có một nhà triết học này rằng con người là tiêu chuẩn của muôn vật của muôn vật mình là chính thế đấy thì ngày nay ấy, ngày nay ấy là là tin lành cũng thấy tìm cách săn người ta ra khỏi những cái lẽ thật mà những, những câu kinh thánh những đoạn này chúng ta đọc rất bình thường đúng không nhưng mà cái uh, sở thích ấy, sự yêu mến khi đọc lời chúa nó giảm đi nhiều càng có nhiều người tin chúa thì càng thích nghe những lời mà gọi là bóng mẩy những lời mà giống như cái lá vả ấy. nghe thì hay lắm. thấy từ đằng xa chảy nước miếng cho Chúa Giêsu đói bụng mà thấy lá vả từ đằng xa ừ. thì sao nhưng mà đến thì không thấy gì đến không thấy gì Ngày tin lành ngày nay yeah. nên uh, chúng ta cần nghe để biết để mở mắt cần tập cho nó quen còn nếu không mình cứ chỉ biết một chiều thôi ấy. chỉ biết một chiều nó là con trẻ thì không có thì nó sẽ là con nai vàng ngơ ngác trước uh, ống ngắm của Nimrod này mà ngày nay nhiều Nimrod trà trộn vào trong các nhà thờ, các hội thánh, các giáo hội, các giáo phái, các giáo phái săn người ta ra khỏi Chúa. Tại sao? Giáo phái tôi là tin, còn giáo phái khác là hư mất. Đấy, săn người ta ra khỏi kinh thánh. Nó rất là nhiều nhá, cho nên à, ở đây tôi giới thiệu sơ sơ thôi, sơ qua thôi. nó là cái vì sao Babylon lại sụp đổ, và vì sao Khải Huyền ấy thì lại đánh dấu chấm của cái chương 10 này chương 11 chứ là tháp ba bên tháp ba bên câu chuyện tháp ba bên chưa kết thúc nhé nó ba chấm thôi cho đến trong khải huyền ấy đức chúa trời mới đánh dấu chấm đó là babylon sụp đổ cái thành babylon ấy bên ngoài ấy thì nó có thể sụp nhưng cái linh đấy nó hành động nó tạo nên các dân tộc nó tạo nên các dân tộc tạo nên các dân tộc đa nên thì nói rằng cái tảng đá từ trời hòn đá lớn từ trời đập vào cái chân tượng ấy đến cái tượng đấy nó đổ ra và tràn khắp đất nó trở nên những ngọn núi ngọn núi lớn và tràn khắp đất. Cái bức tượng đấy là nó thành các cái thành phố, các cái núi lớn. Nó giống như ung thư Tràn khắp đất là con người là tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Qua đấy chúng ta thấy sao? Mình nhìn một mặt như vậy. <laughs> một mặt đấy, đó là Chúa, Đức Chúa Đầy là đấng tẻ trị dòng lịch sử. Và khi biết được cái, cái dây chỉ, sợi chỉ đỏ này này, thì chúng ta hiểu cái lịch sử vào ngày nay ấy, nó được nó được rõ ràng hơn. Và đây là chúng ta hôm nay, chúng ta đọc cái này giống như là tập um, hoặc là xem cái sự đi dây cái người đi dây dòng lịch sử. Cảm ơn Chúa, xin Chúa hãy ban phước cho. Chúng con giờ lời cảm ơn ngài cho những lời này. Xin Chúa hãy soi dẫn và cho chúng con nhờ được thánh linh mà tìm được cái sợi dây chỉ đỏ của dòng lịch sử vượt lên trên những dân tộc, vượt lên trên những câu chuyện của Nimrod mà tràn ra các dân tộc. Và để cho chúng con trở về hiểu được cái nguồn gốc.